Tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa các bạn. Đấy. Đó, mình kỹ cái này đẹp nha. Đây có một bình cứu hỏa nhỏ này. Cái này là mở ra này. Cái cực thân nâng lên hạ xuống được các bạn này. Đấy, yeah. Ok. Để vượt qua chứng mà bắt nào. Đến. Wow. Wow, rất là nhẹ nhàng luôn nha các bạn. Không một chút khó khăn nha. Tiếp theo đây là một chiếc xe Ford màu trắng này. Wow, rất là đẹp nha. Rất là giống Ford Raptor nha các bạn. Ok. Wow. Đây là một cái bánh xe cua này. Hello. Wow. Yeah, ok. Ổ luôn nha. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe Porsche màu trắng các bạn. Đấy. Chiếc chiếc đèn đèn. Here we go. Wow. Quá là mạnh luôn nha. Ok, xe này đang hù đây. Đây một chiếc xe. Đây. Để vận chuyển hàng nha. Đấy. Đấy chưa. Yeah. Yeah. Ok. Rất là giống thích như là bán màu sắc nha. Để hạt lên. Here we go. Wow. Rồi. Còn đây là một chiếc MC Queen các bạn này. Wow. Đây mà thấy hai con mắt nha. Đây rất là dễ tới nha. Yeah. Here we go. Wow. Quá là đẹp đúng nha các bạn. Ok.